Em ơi tính tiền. Thôi để em tính nha. Nãy nói mà. Thôi như nhau cả thôi mà. Anh tính cũng được. Thôi anh ngồi đi. Để em tính nha. Alo Thảo hả? Anh đang đi nhậu. Em coi chạy qua đây đi. Anh mới hẹn cho em một sếp lớn đó. Khó gặp lắm á. Ừ qua lẹ đi. Qua lẹ đi nha. Rồi đó là em. Ngồi đi. Dạ em chào anh à. Thôi giới thiệu đây là anh Linh. Anh Linh là trong giới doanh nhân là nổi tiếng á, gặp muốn gặp không phải dễ đâu nha. Dạ em mời anh một ly ạ. Ok mời anh. Ủa Thảo, anh giới thiệu cho em một doanh nhân nổi tiếng này thì coi. Dạ em hiểu rồi anh. Anh ơi cho em hỏi cái bạn ngoài kia là hết bao nhiêu tiền vậy? Của chị hết 3 triệu. Dạ, anh đợi em xíu. Alo anh hả? Anh chuyển cho em 4 triệu được không? Em có việc. Em gái, đợt này làm ăn thế nào? Dạ, đang dịch mà anh. Dạ, cũng không có ổn lắm á. Mới gặp anh lần đầu mà mời anh bữa ăn thế này rồi sao? Dạ, thì giao lưu có thêm một mối quan hệ cũng tốt mà anh. Với lại anh cũng là người có tiếng mà. Em vinh dự lắm. Có gì sau này anh chỉ bảo em thêm nha. Vậy thì bây giờ sẽ là bài học đầu tiên dành cho em. Không phải kết bạn giao lưu mới tạo nên giá trị cho em, mà khi em giá trị tăng lên thì sẽ còn rất nhiều người đến kết bạn và giao lưu với em. Bữa ăn này anh sẽ mời. Chủ quán tính tiền. Thank you.